Nghiệp Mekong xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện cái video này để nói những cái thứ nhất là những cái kỹ thuật lắp cơ bản của cái bộ trung tâm, và cái thứ hai chúng ta thường mắc những cái lỗi nào của bộ trung tâm khi chúng ta thực hiện cái tự lắp tại nhà, thì thường những cái lỗi nào nó sẽ phát sinh trong quá trình lắp đặt. Thì cái vườn chúng tôi đang làm ở đây là một cái vườn của nông dân của công ty chúng tôi cung cấp cái vật tư để về tự lắp ở nhà. Do cái điều kiện cách địa chỉ công ty nó xa quá và chủ vườn cũng không có nhu cầu nhờ bên nhân viên chúng tôi là hỗ trợ kỹ thuật, nên chúng tôi tư vấn từ xa thôi. Tuy nhiên thì do một phần tư vấn từ xa nên có thể là những kỹ thuật không được nắm hết, vì thế nên nó cũng có một vài cái sơ sức mà chúng tôi ngày hôm nay có dịp đi ngang và chúng tôi ghé thăm lại cái vườn để xem cái hệ thống hoạt động như thế nào, cũng như là khách hàng phản hồi của cái phương án tưới của chúng tôi cung cấp ra làm sao, thì mới phát hiện. Sẵn đây thì quay một cái clip cho quý vị luôn. Thì thông thường Mekong ID chúng tôi vẫn cung cấp cái vật tư để quý vị tự lắp ở nhà và hướng dẫn kỹ thuật cũng như là vẽ băng vẽ, và căn cứ theo đó mà quý vị có thể tự làm ở nhà cũng vẫn được, mà chúng tôi không có tính thêm về cái chi phí gì cả. Thì đây cũng là một trong những vườn đó. Vì với video này chúng tôi sẽ thực hiện cái video để nói về những cái kỹ thuật lắp cơ bản của bộ trung tâm mà chúng ta cần phải lưu ý để khi mà chúng ta tự mua vật tư về nhà lắp đặt á, nó không có bị sai sót dẫn đến cái việc mà cái hệ thống tưới của chúng ta vận hành không được tối ưu nhất. Thì để nói sơ bộ về cái bộ trung tâm ha, thì thật ra thì cái việc mà chúng ta lắp ở ngoài đồng như thế này thì nó không có gì là khó, thưa quý vị. Cứ khoan khởi thủy vào, kéo cái dây 20 ra, rồi từ đó chúng ta sẽ lên một cái qua một cái đầu nối này. Ví dụ ra dây 20 nha, chúng ta ra một cái đầu nối thế này, rồi ra một cái dây 7 ly, và sau đó lên cái béc tưới. Dù đây là béc BX 5000 nha quý vị. Thì đơn giản cái phần này thì nó cũng không khó, nhưng mà đối với khách thì thông thường điện cho chúng tôi và cần chúng tôi hỗ trợ nhiều á là cái bộ trung tâm thôi. Và cái bộ trung tâm này thì chúng tôi sẽ có rất là nhiều phương án. Một, chúng tôi cung cấp bản vẽ, còn không thì chúng tôi gọi điện video call để trao đổi trực tiếp, hoặc là gửi những hình ảnh chúng tôi lắp đặt thực tế á cho quý khách mình xem, rồi sau đó mình cứ làm theo. Thì quay lại vấn đề ngày hôm nay thì chúng tôi đang nói một cái lỗi cơ bản khi mà chúng ta lắp ở bộ trung tâm. Nên đầu tiên chúng ta sẽ xem về cái nguyên lý lấy nước từ bộ trung tâm như thế nào. Thì quý vị có thể thấy nè, đây là cái máy bơm như quý vị, lọc nước. Là cái họng này là họng hút của máy bơm. Đối với bơm nổi, không bơm chìm thì chúng ta không cần phải có sử dụng cái họng hút. Còn này đầu đẩy ra, như quý vị nha. Đầu này là đầu đẩy ra. Thì do cái vườn tại đây, cái nước ở đây nó bị pH quá thấp, nên chủ vườn không có sử dụng nước này để tưới mà sử dụng nước giếng. Đây thì nước giếng nó giống như những nông dân ở khu vực nước mặn hoặc là những cái khu vực mà miền núi á, thì sử dụng cái phương án này nó sẽ mang đến hiệu quả nhất. Đây, nước giếng được bơm trực tiếp lên một cái bồn nè, và từ bồn này sử dụng cao độ để cho nước chạy xuống cái bồn này để mà cái máy bơm hút nước trực tiếp trong bồn này để tưới. Thì với nước giếng thì cái độ pH của nó có thể là ổn định và nó phù hợp hơn đối với cây trồng của mình ha. Và chúng ta lưu ý như thế này, ví dụ như chúng ta hút từ trong bồn hoặc là chúng ta hút nước trực tiếp từ ở dưới hồ lên, thì phải lưu ý một vài điều cơ bản. Một là cái vị trí lớp B á, hoặc là vị trí mà hút nước á, là chúng ta phải cố gắng làm sao mà dèo cho nó sạch. Ví dụ như thế này mà chúng ta không có dèo xung quanh cái chỗ gút này nè, thì nếu như mà có những cái gác, ví dụ như gác này gút cằn cạn rồi nó hút vô trong cái họng này, dẫn đến ngay chân vị trí bơm của chúng ta nó sẽ bị nghẹt ở tại cái vị trí xà quạt, hoặc không là đôi khi nó nghẹt hoặc là nó dính bọt đồ đó, làm cho cái lưu lượng nước của cái máy bơm của chúng ta nó không đạt như yêu cầu. Đó là cái thứ nhất. Cái yêu cầu thứ hai khi chúng ta gút nước trực tiếp từ 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 bồn hoặc là từ vị trí mương lên á, thì tôi ví dụ như thông thường với bà con mình á, là sử dụng cái ví dụ như cái găng hút của ngay chân chỗ xà quạt này là găng 60, thì với bà con mình dùng luôn ống 60 luôn để hút nước, thì như vậy thật ra thì nó cũng được quý vị, nhưng mà điều nó không có tận dụng tối đa được cái lượng nước cũng như là cái công suất của máy bơm. Thì tốt nhất là ví dụ như đây là găng 60 hả quý vị ha, thì chúng ta găng này là găng 49 nè, thì chúng ta nên chuyển từ găng 49 này lên một cái ống PVC nó cao hơn chút xíu, từ 49 lên 60 chẳng hạn, hoặc là găng 60 lên lên 90 chẳng hạn, hoặc là răng 90 thì quý vị con mình hoặc là quý vị mình có thể chuyển sang răng 114
hoặc là cái ống hút nước là 114. Có nghĩa là cái ống hút nước á, ống hút nước là ống này thưa quý vị, nó phải lớn hơn so với cây đăng này để anh chị cái lượng nước cung cho máy bơm nó đầy đủ. Tại vì khi mà chúng ta hút nước như thế này á, thì cái tốc độ dòng chảy của cái ống hút này nó sẽ thấp hơn so với cái tốc độ dòng chảy của ống đẩy ra. Nên vì thế chúng ta sử dụng cái ống, cái đường kính nó lớn hơn để bù lại cái tốc độ dòng chảy. Hay quý vị nha. Có nghĩa là răng nhỏ nhưng mà chúng ta phải sử dụng cái ống hút nó lớn hơn và lớp B nó lớn hơn thì như vậy mới cung cấp được đủ nước. Hoặc là có một số bà con nông dân chúng ta sử dụng hai lớp B thì đó cũng là một trong những cái phương án được. Hay quý vị, đó là hai cái lưu ý mà chúng tôi cần phải lưu ý với bà con nông dân nào mà chúng ta sử dụng cái phương án mà bơm nổi. Còn bơm chìm thì chúng ta cứ để xuống thôi, không cần nhất thiết là phải có những cái phương án đó. Quan trọng là chúng ta cố gắng giữ cái vị trí hút vào của đầu vào máy bơm á, làm sao để cho nó sạch, để mà nó hạn chế tình trạng nó bị nghẹt về sau. Đó là cái lưu ý của cái họng rút của máy bơm. Và khi lưu ý chúng ta làm cái hệ thống tưới của chúng tôi cung cấp thì có một vài cái lưu ý khi mà chúng ta lắp ở bộ vị trí trung tâm. Đây là cái cách lắp nó không được chính xác này quý vị ha. Ống hút của máy bơm thì chúng ta không có ngắn lọc ở đây. Đầu tiên là lớp B hoặc là bồn chứa nước hoặc là cái nơi rút nước. Rồi sau đó chúng ta rút nước qua vị trí của cái máy bơm. Thì nếu như mà trong trường hợp chúng ta rút nước hồ thì chúng ta sẽ có cái cây châm phân ở đây đối với châm từ đầu hút máy bơm, hoặc là cái châm nước cho lớp B là nằm vị trí này. Và cái lọc này không phải nằm vị trí này nha quý vị, cái lọc nó phải nằm ở vị trí họng ra của máy bơm, họng ra của máy bơm nha quý vị nha, họng ra của máy bơm. Rồi thì nếu như mà chúng ta muốn theo dõi áp suất của đường ống cũng như là kiểm tra lọc có nghẹt hay không thì chúng ta có thể sử dụng thêm hai đồng hồ áp, một đồng hồ áp ở trước lọc và một đồng hồ áp ở sau lọc, là hai cái. Đối với những nông dân mà ở vùng miền ngoài á thì chúng ta nên sử dụng thêm cái van xả khí để cho hạn chế tình trạng mà ống nó bị mớp hoặc là bể khi mà chúng ta tắt không sử dụng bơm nữa. Đó là cái một số cái lưu ý. Nghĩa là vị trí ống hút máy bơm tới bộ lọc hay quý vị, đồng hồ áp trước sau. Và đối với lọc thì chúng ta đầu vào của nó thì chúng ta gắn đầu vào, cái găng đầu vào á là chữ đít nè. Quý vị thấy không ạ? Đầu vào là chữ đít nè. Đầu ra là chữ spring. Lọc thì chúng ta có thể gắn ở vị trí gắn quay lên cũng được hoặc là quay xuống cũng được. Nhưng mà đối với những dòng lọc này mà nếu như chúng ta gắn quay lên vậy thì chúng ta nên có một cái van xả ra ở vị trí này, để chi ạ? Khi mà mỗi lần chúng ta mở lọc ra, những cái gác nó vô tình nó lọt vô thì chúng ta mở cái van ra để cho gác nó trôi ra luôn, thưa quý vị. Đó là cái thứ nhất về cái bộ trung tâm. Cái thứ hai á thì thật ra ví dụ như đối với máy bơm này, ở đây là đang là răng 42 nè, thì chủ vườn đang sử dụng cái răng 42 này ra để ra ống 42 luôn là thưa quý vị vẫn được nhé. Nếu như trong trường hợp mà cái lưu lượng nước của chúng ta tính cho cả cái hệ thống này và cái ống 42 này đáp ứng nhu cầu đủ. Còn nếu như mà chúng ta tính về cái số lượng bát hoặc là tính về cái lưu lượng nước của tổng hệ thống chúng ta mà nó lớn hơn lưu lượng nước của ống 42 yêu cầu này á, thì chúng ta nên chuyển từ cái ống 42 này lên ống 49 hoặc là lên ống 60 vẫn được bình thường, hoặc kể cả lên ống 76 hoặc là ống 90 vẫn không vấn đề gì cả. Thì có một số quý vị nói là ống lớn gì quá, bơm nó đẩy không nổi. Thật sự không phải vậy. Khi mà ống càng lớn, tiết diện ống càng lớn á, thì cái áp suất đường ống của chúng ta được giữ nó càng tốt. Như quý vị, có nghĩa là áp suất tại vị trí máy bơm này và so với vị trí áp suất xa nhất á, thì cái áp suất nó gần như là bằng nhau. Đó. Nên với cái video này chúng tôi cung cấp thêm một vài thông tin thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một cái video chi tiết nhất cho quý vị về cái việc lắp bộ trung tâm như thế nào là hiệu quả và hợp lý nhất trong những cái video lần sau nha quý vị nha. Thì ở đây là cái video này chỉ nói những cái sai cơ bản khi chúng ta lắp ở bộ trung tâm mà cần phải lưu ý khi mua vật tư về tự lắp ở nhà. Thứ nhất là bộ lọc chúng ta phải lắp ở vị trí đầu ra của máy bơm. Thứ hai, nếu như cần thiết chúng ta nên mua thêm hai cái đồng hồ áp để chi ạ? À? Để chúng ta có thể kiểm tra được áp suất của đường ống, kiểm tra được lọc nghẹt hay không và biết lúc nào chúng ta vệ sinh. Thứ ba nữa là cái ống hút của cái máy bơm á, thì bao giờ nó cũng phải lớn hơn so với cái răng của cái họng rút của máy bơm cả. Và thứ tư là chúng ta tùy thuộc vào cái lưu lượng nước của tổng hệ thống mình muốn tưới cho một lần
mà chúng ta sử dụng cái ống nào và đi như thế nào để cho nó hợp lý nhất, chứ không phải là chúng ta theo cái găng của ống ống của cái máy bơm. Bởi vì cái việc đó nó cũng mang đến hiệu quả nhưng nó không tối ưu về mặt cái hiệu quả kinh tế và cái hiệu quả vận hành của cái hệ thống tưới chúng ta. Thì đến đây cái video này chúng tôi cung cấp thêm một ít thông tin thôi, mong sẽ gặp có những cái phản hồi của quý vị liên quan tâm đến hệ thống tưới và cách thiết kế hệ thống tưới làm như thế nào để mang đến hiệu quả tối ưu nhất. Hãy nhớ comment ở bên dưới đặt cho câu hỏi cho chúng tôi, cũng như là muốn làm những cái video nào chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện cho quý vị mình cùng nhau theo dõi để mang đến cái phương án tưới tốt nhất cho vườn mình nhé. Đến đây video chúng tôi xin phép được kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh Nông nghiệp Mekong để luôn cập nhật những video mới nhất về nông nghiệp, về phương án tưới và về nông nghiệp công nghệ cao. Hãy đăng ký và tra trên YouTube cái kênh kỹ thuật nông nghiệp Mekong ID của chúng tôi để luôn có những kỹ thuật mới nhất về nông nghiệp và những kỹ thuật chăm sóc như thế nào để mang đến hiệu quả tối ưu nhất của cây trồng của chúng ta về kỹ thuật nông nghiệp nha quý vị. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại trong những video lần sau.